Aloha Pet Shop xin chào các bạn. Hôm nay shop mình về được gần 100 bé chuột hamster, có đủ màu sắc, đủ loại cho các bạn tha hồ mà lựa chọn luôn nha. Đây là hamster bear hay còn gọi là hamster gấu nè các bạn. Còn đây là dòng hamster winter white. Dòng hamster này có 4 loại: trà sữa, sóc, trắng sọc và vàng chanh. Nó là lựa chọn hàng đầu cho các bạn mới tập nuôi hamster vì bản tính của nó rất hiền và thân thiện. Cuối cùng là hamster robo mặt nâu và hamster robo Isabel. Đây là dòng hamster sạch sẽ nhất và nhỏ nhất. Các bé hamster đã được shop phân loại vào các chuồng, được cho ăn uống vui chơi đầy đủ và đợi chủ đến đón thôi. Các bạn coi con hamster sóc này nó chơi cầu tuột nè, rồi không biết chừng nào nó mới leo lên được cầu tuột này luôn. Trời ơi chán quá rồi bỏ đi luôn rồi các bạn. Đây là dàn chuồng hamster tại shop, chi phí để đón một em hamster ở shop mình dao động từ 80 đến 200 giá một bé nha các bạn. Ngoài ra shop mình cũng có cung cấp đầy đủ các loại vật dụng để các bạn chăm sóc hamster như là thức ăn, lọc chuồng, đồ chơi và lồng nuôi hamster, có rất nhiều kiểu dáng và màu sắc cho các bạn lựa chọn. Chị ơi, em có 100k có đủ nuôi một bé hamster nào không chị? Em thích lắm mà còn học sinh không có nhiều, mong chị đáp. Ok. Shop mình hôm nay vừa về một dòng hamster giá rẻ, giá chỉ từ 50k một bé, rất phù hợp với các bạn học sinh thích hamster và muốn tập nuôi hamster. Đây là nhân vật chính của chúng ta này các bạn, bé hamster đen yến trắng. Đây là dòng hamster camel, rất hoạt bát và lanh lợi. Ở shop có rất nhiều bé, các bạn có thể tha hồ mà lựa chọn. Tiếp theo, shop sẽ giới thiệu cho các bạn combo vật dụng không thể thiếu khi nuôi một bé hamster. Đầu tiên là thức ăn, đây là gói thức ăn hỗn hợp ở shop. Gói thức ăn này các bạn có thể cho các bé sử dụng trong vòng khoảng 5-7 ngày. Còn đây là các loại bình uống nước, đây là loại bình nước chân không size nhỏ dành cho 1-2 bé hamster. Vật dụng cuối cùng trong combo 100k này là các bi lót chuồng cho hamster. Đây là một combo nuôi hamster rất là căn bản. Để đầy đủ hơn thì các bạn có thể để dành thêm vài chục nghìn để mua cho các bé một cái wheel chạy và các tấm đổ là ok rồi nha. Bây giờ chúng ta cùng điểm lại tổng thiệt hại cho combo này. Chị ơi, em muốn mua một bé hamster hiền rẻ nhất và một cái lồng nhỏ gọn. Chị tư vấn giúp em với, em cảm ơn. Ok, hamster hiền và rẻ nhất ở shop là dòng hamster winter white shop. À, trong chuồng có một bé shop màu rất là đẹp nè, để mình bắt ra cho các bạn xem. Bé này có màu lông lạ, đột biến, rất là hiếm có ở shop. Bé là con lai của hai dòng winter white khác nhau. Mẹ là winter white shop, ba là winter white trắng sọc, nên bé có màu lạ như vậy đó các bạn. Nhưng mà màu này cũng rất là khó ra vì trong bầy năm bé là chỉ có một mình bé có màu lông lai như vậy thôi. Các bé còn lại đều là giống mẹ. Đây các bạn xem anh em của nó nè. À, bé bên phải là do là có gen trắng sọc giống ba nhiều nên cái màu lông của bé sáng hơn. Tính tình của hai bé này cũng rất là hiền và thân thiện luôn nè, phù hợp với các bạn mới tập nuôi. Tiếp theo là phần lựa chuồng. Đây là các mẫu chuồng nhỏ gọn đang có ở shop mình. Đây là mẫu chuồng mini trong suốt, có thể nuôi từ 1-2 bé hamster nhỏ. Phụ kiện của chuồng gồm có một cái bình nước, một cái chén ăn và một cái quy chạy. Đây là mẫu chuồng mà các bạn có thể thoải mái quan sát bé từ mỗi phía và có thể đem các bé đi chơi rất là tiện lợi. Còn đây là các vật dụng để nuôi bé hamster, gồm có thức ăn hỗn hợp bịch lớn 500g, các lót chuồng, các tấm cho hamster. Tổng thiệt hại của combo này là... Chị ơi, em ở phường 4 gần shop chị nè, em là học sinh muốn mua một bé hamster giá rẻ về nuôi, chị đã tin nhắn Zalo của em nha. Ok, bây giờ chị sẽ lựa cho em một em hamster theo đúng yêu cầu của em luôn ha. Và đây là em hamster mà chị chọn cho em nè, đây là em hamster winter white shop. Bé này đang có giá rẻ nhất ở shop, chỉ 80 thôi. Dòng hamster winter white này rất phù hợp cho các bạn mới tập nuôi vì nó rất hiền và thân thiện. Giới tính của em hamster này là một bé đực em nha. Bây giờ thì mình sẽ cho bé hamster này đi tắm cát cho thật sạch sẽ và thơm tho để về nhà mới. Tiếp theo mình sẽ chọn các loại vật dụng cần thiết cho bé hamster này, gồm có gói thức ăn hỗn hợp, bình uống nước, các lọc chuồng, các tấm và cuối cùng là cái quay chạy. Vật dụng nuôi cơ bản như vậy là ok rồi nhé. Còn đồng nuôi bé hamster thì bạn khách này đã tận dụng hộ kiến ở nhà để nuôi bé. Tổng thiệt hại cho combo này là 195.000. Bây giờ thì đóng hàng và ship cho bạn ấy thôi. Đối với các bé hamster thì shop chỉ hỗ trợ ship được cho các bạn trong vòng bán kính 20 km đổ lại thôi nha. Còn đối với vật dụng thì shop có ship toàn quốc luôn nha các bạn. Phí ship thì tùy xe xa gần mà shop sẽ thương lượng với các bạn sau. Khi các bạn mua hamster ở shop thì lúc nào shop cũng tặng kèm cho các bạn một bản hướng dẫn chăm sóc hamster đầy đủ. Hoặc có gì thắc mắc thì cứ inbox cho shop, shop sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể ha. Chị ơi, em đặt combo hamster toàn màu vàng, chị ship cho em nha. Địa chỉ em inbox chị rồi á. Nick tên Harry nha chị. Ok, bây giờ chị sẽ lựa cho em một em hamster màu vàng nha. Đây là em hamster mà chị định lựa cho em nè. Đây là em hamster winter white màu vàng chanh nha. Sở thích là ăn cả thế giới, nhưng có điều là hơi lười biếng tập thể dục một chút thôi nên thân hình không được mi nhon cho lắm. Tiếp theo chị sẽ lựa cho em những vật dụng cần thiết cho bé mà có màu vàng. Đầu tiên là bình nước nè, đi kèm theo một cái đế để bình nước. Nhà ngủ tivi full HD, nguyên chạy có đế bằng nhựa để mình cho bé hamster nó chạy thử coi nó có vừa cái queo này không nha. Rồi, không kể vừa rồi nha bà con, mừng ghê vậy. Rồi bây giờ lựa tiếp cho nó cái chén ăn. Cái chén này là big size luôn nha các bạn, rất là to. Ngồi ăn xong rồi nằm ngủ trong đây cũng được luôn nha. Lót chuồng bằng mùn cưa thơm màu vàng cho tông xịt tông luôn nè. Vật dụng cuối cùng là dây dắt hamster. Có cái dây dắt này thì các bạn tha hồ dẫn các bé đi chơi luôn nha, không sợ nó chạy trốn mất. Trời ơi, kêu chạy wheel tập thể dục mà các bạn coi nó nằm ngủ phơi thay nè. Dậy dậy đi về nhà mới nè ông ơi. Đó các bạn coi thân hình ú nần rồi mà ngủ hoài. Rồi bây giờ shop đóng hàng và gửi cho chú shipper thôi. Shop ơi, em tên Pháp mới alo shop nè, em ở phường 3 gần shop luôn, em đặt hamster và đồ ăn, shop ship cho em nha, em inbox địa chỉ cho shop rồi đó.
Ok, em đã nhắn cho shop là muốn mua một em hamster với giá là 80k. Và đây là em hamster mà shop đã chọn cho em nè. Tròn quay, hột mít và siêu hiền luôn nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Thêm một bịch thức ăn hamster hỗn hợp 500g. Bịch này đang bán ở shop với giá là 35k nha các bạn. Vậy là đủ đơn cho bạn phát rồi nha. Bây giờ thì cho bé hamster vào hộp, đóng gói hàng hóa, không quên kèm theo hướng dẫn chăm sóc cho bạn nè. Chú shipper đang kẹt đơn khác chưa về kịp mà bạn ấy cần giao gấp nên mình sẽ đi ship cho bạn ấy luôn. Sau 10 phút chạy xe thì mình đã tới nhà khách rồi nè. Giao hàng cho khách và về thôi. Vừa về tới shop là nhận được tin nhắn của em khách, shop rất vui. Cảm ơn em đã ủng hộ shop. Trời ơi, 11 giờ mấy trưa rồi mà mấy đứa này nó còn nằm ngủ. Cái nhà xứ này là mấy con robot của mình nó rất là yêu thích bởi vì nó mát. Một cái nhà xứ bé xíu mà các bạn coi nè, 4 con hamster robot nó chen chúc nhau nó ngủ. Đó. Rồi giờ chui vô ngủ nữa nè. Ở bên đây là có một em hamster Isabel nè, nó ngồi cuộn tròn trong ục ngủ thấy thương thấy không. Có một bạn khác vừa nhắn tin cho mình là đặt một cặp hamster robot mặt nâu, và đây là hai bé mà mình đã chọn cho bạn ấy, rất là dạng người và thân thiện luôn. Đã vậy còn ủ nuôi với hai hột mít. Bây giờ thì mình sẽ cho hai em hamster vào hộp giấy và chuẩn bị lên đường về nhà mới. Khi các bạn mua hamster ở shop mình thì các bạn sẽ được shop tặng cho một cái hộp giấy như thế này miễn phí để các bạn đem các em hamster về nhà nha. Hello, xin chào các bạn. Sáng hôm qua thì em bé này được mẹ dắt đến shop mua hamster nè. Em bé này tuy còn nhỏ nhưng mà rất là biết lựa hamster nha. Và đây là em hamster mà khách đã chọn. Đây là bé hamster vàng chanh mập nhất ở shop mình luôn đó các bạn. Các bạn xem nó gần bằng một bàn tay của mình luôn nè. Đó. Siêu béo ú và thân thiện luôn, rất là hiền. Các bạn có thấy dễ thương không nè? Rồi bây giờ vô hộp và về nhà mới với chủ nha. Khi các bạn mua hamster ở shop thì luôn luôn sẽ được shop tặng miễn phí một cái hộp giấy để đem hamster về và một tờ hướng dẫn chăm sóc hamster chi tiết nhé. Dịch Covid còn rất dữ dội, các bạn nhớ rửa tay sát khuẩn, tuân thủ 5K để phòng bệnh cho mình và mọi người. Chị ơi, em có 1 triệu thì mua được combo hamster và đồng gì ạ? Mong chị đấy. Ok, đã là Rickit thì chị sẽ giới thiệu cho em một dòng hamster xịn sò nhất ở shop, đó là hamster robo. Đây có một bé hamster robo mặt nâu được ú luôn nè. Còn đây là cô nàng hamster robo cái, tên của cô ấy là hamster robo Isabel. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa lồng và vật dụng cho hai bé. Đây là mẫu lồng xịt trong size lớn, có thể nuôi đủ một cặp hamster robo và bầy con của các bé. Còn đây là thức ăn full vitamin dành cho hamster giống nhỏ. Các tấm mùi lavender, lót chuồng cào xanh siêu thơm khử mùi và không bụi. Nhà tắm nhựa lớn có thể tắm cùng lúc 2-3 bé hamster. Cái banh có thể dùng để đựng các bé đi chơi hoặc là cho các bé hamster chạy tập thể dục. Còn đây là sản phẩm mới ở shop, thảm đá tản nhiệt cho hamster. Bây giờ mình sẽ set up các loại vật dụng và cho hai bé hamster vào test lồng cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Loha Pet Shop. Nếu có gì thắc mắc hoặc muốn shop review combo như thế nào thì hãy comment cho shop biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Hàng về nè các bạn ơi, hôm nay Loha Pet Shop của mình về được 6 cục hàng, kéo vô muốn xì khói luôn đó các bạn, vì nó rất là nặng luôn. Để mình khui ra cho các bạn coi nha. Mẫu này là lồng lâu đài 2 tầng nè các bạn. Tiếp theo là lồng mạo hiểm Mika trong suốt. Còn đây là mẫu lồng sân chơi 3 tầng rất là đẹp và xịn sò luôn nha. Hai thùng còn lại thì đựng những mẫu lồng nhỏ và những phụ kiện đồ chơi cho hamster như nhà ngủ nè, băng chạy, nguyên nhựa, đồ ăn vặt cho hamster, túi sách, các loại nhà tắm, vân vân rất là nhiều. Các vật dụng và lồng cho hamster đa số là được lắp gọn như này các bạn. Bây giờ shop mình sẽ kiểm tra lắp ráp các mẫu lồng và vật dụng rồi quay lại thành phẩm cho các bạn dễ xem ha. Và đây là thành quả của một ngày làm việc cực lực luôn đó các bạn. Các mẫu lồng đã được lắp ráp bọc lại rất là kỹ lưỡng luôn nhằm đảm bảo cho các sản phẩm khi đến tay của các bạn được mới nhất và sạch sẽ nhất luôn đó. Ngoài các loại lồng và vật dụng ra thì shop mình cũng cung cấp đầy đủ các loại hamster đang có trên thị trường luôn nha các bạn, từ hamster giá rẻ đến dòng hamster cao cấp hơn. Mình đã có làm một video giới thiệu về các loại hamster ở shop, bạn nào chưa xem thì các bạn tìm xem lại nha. Chi phí để sở hữu hamster chỉ từ 50k một bé, tùy thuộc vào sở thích và khả năng của các bạn mà shop sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn về các loại dòng hamster khi các bạn mua hamster ở shop mình nha.